Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 3 tháng 2 năm 2021 nha anh em, mình lên clip này là cũng là clip cuối năm ha. Hẹn anh em cái năm sau mùng 6 mình khai trương lại nha anh em. Đó, cái clip này cũng như cái clip cuối của năm ha. Cầu chúc anh em năm mới phát tài, vạn sự như ý nha anh em. Đó, làm ăn thuận buồm xuôi gió ha. Rồi, rồi bắt đầu là cây số 1 ha. Em sẽ lựa từ cây số 1 tới cây số 11 cho anh em ha. Hôm nay lô mình lên có 10 phôi mai vàng và một phôi tứ quý nha anh em. 10 phôi mai vàng và một phôi tứ quý ha. Đây là cây số 1, cây mai vàng bonsai lùng lực ha. Đây, giá mềm cuối năm cho anh em chơi ha. Đây, cây số 2 cũng siêu phẩm dáng thú nha anh em. Đó, có rộng bài rất hay ha. Cây này làm cây lên khá lắm nha anh em. Đây, chỉ có một cây tứ quý thân trực thôi ha. Rồi quay hạo vậy đó, mình không về anh biết anh Vũ sắp vị trí nào nên quay hạo vậy ha. Anh em ơn ngày nào vô chung kết chính Vũ nha anh em. Rồi anh Vũ ơi. Rồi, để nói đầu tiên là chào tất cả anh em YouTube ha. Hôm nay là mình lên có 10 phôi mai vàng và một phôi tứ quý. Nhắc anh số điện thoại đi anh ruột. 0907 914 218. Rồi, cái cuối năm mình chúc anh em rồi, sao? Là cuối năm là chúc tất cả anh em là vạn sự như ý ha. Rồi. Thành công trong mọi lĩnh vực. Ok. Rồi lô này là bữa nay là lô này cũng là lô tổng kết cuối năm. Rồi. Rồi hẹn anh em tới mùng 6 mình khai trương lại. Ok anh ruột. Rồi bắt đầu là cái số 1, cái bonsai vàng, bonsai lùm lực nha anh em. Sắc lớn nha. Mã số 1 là bonsai nha anh em. Ngũ phúc nha anh em. Ngũ phúc ha. Tết là mình chỉ cứ lập cái phúc thôi ha. Cây này đặc biệt đó, chỉ có đế không gì mà bốn đế, bốn bốn bên tứ trụ hay anh em. Bốn vách đế ha. Bốn vách đế hả? Đây bự mình chỉ cần nhiêu thôi ha. Đế anh em coi này bằng cầm tay không ha, thấy không? Khá lực vậy nè. Ok. Nó chỉ là bốn mặt bốn đế nè anh em thấy không? Quá đẹp. Ngũ phúc anh em, cây anh em bẻ là như ý ha. Đế đặc biệt đế còn cầm tay không anh em. Có cái mặt này là anh em biết sao nó cái da nó hơi hơi đen là tại vì nó chồng sát cái tượng đó nghe anh em. Tiếng nắng đó ha. Không sao. Không có bị gì cho nó hơi đen anh em. Anh em về lấy mình giải cước mình chà cho nó dễ sinh là được ha. Cây nó trồng hơi hơi cặp hơi vết tượng ha. Báo trước cho anh em. Cây thì ok, cây bầu ghiên anh em nhìn là biết ha. Ok. Bên mình lên là cây ghiên không? Cây nguyên riêng không nha anh em. Đó. Rồi, cho thông số luôn ruột ơi. Cây này quá trời cái bệ anh em, bệ thịt của nó dữ lắm ha. Ok. Hoành thân cứ nói là 49 nha anh em. Hoành thân là 49. Chiều cao là 60. Chiều cao là 60. Đường kính bầu 58. Đường kính bầu 58. Rồi cây mã số 1 mở màn này giá sao anh ruột ơi? Rồi cây mã số 1 mở màn chiến dịch này là giá của ông nó là 6 triệu 8 nha anh em. Rồi cây mã số 1 giá 6 triệu 8. Hỗ cho anh em ship mọi miền tổ quốc nha anh em. Ngũ phúc quá quyết. Ngũ phúc. 50 hoành chỉ 6 triệu 8 thôi ha. 50 hoành chỉ 6 triệu 8 thôi. Quá dễ chơi chục trăm mơ nha anh em. Rồi gõ. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 2 cũng là mai vàng nha anh em. Đây này giống như con thú ha. Có phần có cảnh nó phóng ra đẹp lắm nha anh em. Y gan như con voi ma mút luôn nha anh em. Y gan như voi luôn ha. Anh em nhìn này thấy không? Hai giò thú ha. Ok. Bên đây nó cũng hai giò thú gõ gà nè anh em thấy không? Ok. Có mặt đang đẹp nha, cây đang lên xù nách luôn ha. Mặt này sẽ đẹp không? Sao nó có nguyên cái củ đưa cái tay nữa anh em thấy không? Quá rực rỡ ha. Có cái đuôi xuống luôn ha. Y gan như voi ma mút anh em. Quá ác ha. Quá đẹp thế nào, cây nó gồm nguyên một thịt bự thế này thế nào. Rồi, thông số anh ruột ơi. Khá đẹp. Mã xoài mai vàng. Quanh thăng là 37 nha anh em. Quanh thăng là 37 nha anh em. Quanh tổng nó là 74 nha anh em. Quanh tổng minh thú là 74. Chiều cao 38. Chiều cao 38. Đường kính bầu 47. Đường kính bầu 47. Rồi cái mã số 2 này giá sao anh ruột ơi? Này vô luôn với anh em là giá 4,3 nha anh em. Rồi cái mã số 2 giá 4,3 nha anh em. Hỏi cho anh em mới ship mọi miền tổ quá ha. Rồi rõ. Rồi tiếp theo mã số 3 là mã vàng một cốt với nè. Chỉ cần đẹp ha. Chỉ cần nó múa ha nè. Mấy anh em mấy cái hàng này là để anh em đón xuân năm sau nha anh em. Mấy cây tàn anh em nuôi năm tới là mình chơi quýt luôn ha. Cây này tàn đặc biệt cây nào mà để cũng quýt cho nghe nè. Để lắm ha. Chụp mà nó múa nè. Mời ha. Ừ. Quay vòng đến vô ơi, quay vòng. Tại cảnh
của đều tới từ dưới tới trên luôn nghe nè. Ok anh Gột. Rồi mình cho thông số luôn anh Gột ơi. Đặc biệt là bên mình mua lửa đế lắm nha nam, lửa đế nước cho nam chơi ha. Ừ. Còn thằng là 25 nha nam. Còn thằng là 25 nha nam. Tổng đế cho nam mình chung cho biết ha. Ừ. Tổng đế đó là 150 ha. Tổng đế 150 nha nam. Chiều cao là 1m rưỡi luôn ha nam. Chiều cao 1m rưỡi. Rồi cây mã số 3 giá sao anh Gục ơi? Rồi cây mã số 3 này giao lưu với nam giá cũng đó là 2 triệu 9 nha nam. Rồi cây mã số 3 giá 2 triệu 9 nha nam. Hỗ trợ nam với sếp mọi miền tổ quá ha. Rồi gõ. Rồi tiếp theo mã số 4. Cái mây vàng. Chuyên cành múa cổ nha anh em. Đế đẹp. Trong cây nào đế cũng biết không nghe anh em. Ok. Này chi ăn anh em là lô này lô cuối gì mình báo giá mềm mỏng cho anh em chơi luôn ha. Đó, tại cành nó múa anh em coi nè. Rồi. Cho anh em có thông số anh Gột ơi. Quỳnh tổng nó là 32 nha anh em. Quỳnh tổng là 32 nha anh em. Cụ đế là 70 ha. Cụ đế là 70. Cao nó là 1m45 ha. Cao 1m45. Rồi cái mã số 4 giá anh Gột ơi. Rồi cái mã số 4 này giao lưu với anh em giá của nó là 2 triệu 9 luôn nha anh em. Rồi cái mã số 4 giá 2 triệu 9 nha anh em. Hỗ trợ anh em ship mọi miền tổ quá ha. Rồi gõ. Rồi tiếp thêm mã số 5 nha anh em. Cây mai vàng thăng lắc đế đẹp nha. Ta cành múa nhạo cổ nha anh em. Cái cây này mà anh em mình cái cốt trực này nếu như anh em chơi bonsai cũng như ý luôn nha anh em, có đường chơi luôn nha. Rồi. Bộ đế thì dữ lắm, bộ đế vậy nè. Để bộ đế này nè. Để dít chết lầu vậy nè. Để tôi múa gì chứ anh em nào mà cắt hai đây bút ngang đây cái một là chơi như ý luôn ha. Ok, quá trời cái bộ đế. Đế nó quýt luôn nha anh em. Này có con thú nó cho nó chui vô luôn nè ha, thấy không? Gần như đít nó ngồi luôn như thế không? Ok. Đấy, nè, nè. Rồi, cho thông số lên Gột ơi. Cây này tay cành múa cổ chơi hay nè. Hai mươi tám quỳnh thăng nha nam. Quỳnh thăng là 28 nha nam. Đế tổng em nói là 160 ha, 167 gì ha. Quỳnh đế tổng 170, chiều cao. Cao mét rưỡi ha. Cao mét rưỡi nha nam. Đường kính màu 52. Đỉnh màu 52. Rồi cái mã số 5 giá sao anh Gột ơi? Rồi cái mã số 5 này giao lưu với em giá của nó 3 triệu 8 nha em. Rồi cái mã số 5 giá 3 triệu 8 nha em. Tài pháp ha. Rồi gõ. Rồi tiếp theo mã số 6. Mai vàng đế khủng nha nè. Cây này có lô hôm qua ha. À, bị... cái này, còn cái này anh em hôm qua ta chốt rồi giá sáng thôi. Tết lưu bu quá rồi ta kêu nhờ bán quay lại bán giùm nha em. Rồi. Anh em quay lại ha. Hôm qua giờ còn cây này khắc dễ ha. Rồi anh em ta chốt rồi. Rồi ok. Tại nó có cái tay ở cạnh anh em coi nè. Thấy không? Như cái bình tích gì đó nè anh em. Cái bình tích ha. Đây anh em lộn cái mâm ra chơi ha. Đặc biệt của đế anh em coi nè. Ok. Khá đẹp. Để khủng lắm nha anh em. Để em soi cho anh em xem ha. Đây bộ đế nè. Không chống mặt não chơi nha anh em. Quá dữ. Quá quyết. Cây này giờ anh em chơi là nguyên bộ đế nằm trên mặt chậu anh em. Rồi. Rồi thông số anh Gột rồi. 43 bình thăng nha anh em. Bình thăng là 43 nha anh em. Chiều cao 83. Chiều cao 83. Đường kính bầu là 67. Đường kính bầu là 67. Bộ đế sổ lên là 32 ha. Đế sổ 3 tắc 2 nha anh em. Rồi cái mã số 6 giá Gột ơi. Rồi cái mã số 6 là giao lưu với anh em giá của nó là 58 nha anh em. Rồi cái mã số 6 giá 58 nha anh em. Hỗ trợ anh em với ship mọi miền tổ quá ha. Rồi mình rõ. Rồi tiếp theo mã số 7 là tứ quý bốn mùa qua nở nha anh em. Số 7 là tứ quý nha anh em. Lô này chỉ có một cây tứ quý thôi ha. Anh em cân nhắc. Sợ anh em lộn ha. Đó. Mã số 7 là tứ quý nha anh em. Rồi. Đó anh em cù đế đó nè. Trái sao để nằm những bịch như con bịch tuột ha, nó bò lên ha. Tay cành như sóc ha. Cây này mà anh em nhà vườn nào ghép thì ok ha. Đó, đặc biệt nó để báo cho anh em ha, nó có bị lũa cái mặt này trước ha. Đó, bị lũa mà nó cây tứ quý thì anh em biết nó sành là không có gì nhầm không gì trơn ha. Thôi giờ ha, chỉ là nó mắc nó hơi xấu khúc này chút xíu thôi. Chứ này chuyện chơi là ok nha anh em. Thôi chỉ lũa chút xíu đó thôi chứ chuyện nghe anh em, cây này cũng đấy khủng lắm nghe anh em. Đúng không? Vàng tay anh Vũ ôm mà cứng hừ luôn. Rồi. Mà chân thú đứng gồng lên đó nghe anh em. Rồi có khuyết điểm nên giá sàn nó thấp khập khập khỉnh rồi cho anh em chơi nha. Rồi thông số Gột ơi. 40 quần thăng nha anh em. Quần thăng là 40. Chiều cao 92. Chiều cao 92. Đường kính bầu 57. Đường kính bầu 57.
Rồi cái mã số 7, cái mã tứ quý này giá sao anh Gục ơi? Rồi cái mã số 7 tứ quý giao lưu với anh em giá 3,5 triệu nha anh em. Rồi cái mã số 7 giá 3,5 triệu nha anh em. Hỗ trợ anh em với sếp mọi miền tổ quá ha. Rồi rõ. Rồi tiếp theo mã số 8 là mai vàng nha anh em. Số 8 là mai vàng ha. Cái bonsai lùng lực nha. Mã số 8 là mai vàng bonsai lùng lực nha anh em. Cây nó có củ ha. Cây có củ nha anh em. Tam nhịp nhàng ha. 1,2,3 đọt ha. 1,2,3 đọt. Khá đẹp. Rồi thông số anh Gục ơi. Cái bãi được khá đẹp nha anh em. Quỳnh Thăng 31 nha anh em. Quỳnh Thăng là 31 nha anh em. Cao 38. Cao 38. Đường kính màu 42. Đường màu 42. Rồi cái máy số 8 này giá sao anh Gục ơi? Rồi cái máy số 8 này giao lưu giá em của nó là 1,3 nha anh em. Rồi cái máy số 8 là 1,3 nha anh em. Hỗ trợ anh em ship mọi miền tổ quốc ha. Rồi rõ. Rồi tiếp theo mã số 9 nha anh em. Cái máy vàng bonsai lùng lực ha. Đế bị cũ đẹp nha anh em. Đế 24 giờ. Giúp mềm cho anh em chơi ha. Ừ, đó, giá thì anh em luôn ha. Rồi. Quá đẹp. Rồi cho thông số lên Gục ơi. Quỳnh Thăng em nói là 29 nha anh em. Quỳnh Thăng là 29 nha anh em. Chiều cao 52. Chiều cao 52. Đường kính bầu 45. Đường bầu 45. Rồi cái mã số 9 này giao lưu với anh em giá của đó là 1,7 nha. Rồi cái mã số 9 với 1,7 nha anh em. Hỗ trợ anh em với sếp mọi miền tốt quá ha. Quá trời bộ đế hay nè. Rồi rõ. Rồi tiếp theo mã số 10 cái máy vàng. Để sổ đặt nha anh em. Cây này ta trồng trong cái bao hồi nhỏ lớn rồi nè. Nó còn cái bao này nè, nó không có đế nữa nè. Vuông vô ghê ha. Cây này anh em về làm đế còn xuống nữa nha anh em. Còn xuống nữa ha. Quá gắt nha anh em. Mấy cây này anh em chơi bonsai là như ý hay là cái nón nhẹ cái là mình chơi ha. Rồi. Rồi mình cho thông số luôn Gục ơi. Anh Gục lẹ đi. 20 Hoàng Thăng nha anh em. Hoàng Thăng là 20 nha anh em. Cục đế đặt của ông nó là 48. Cục đế đặt là 48. Chiều cao là 57. Chiều cao 57. Đế sổ 24. Đế sổ 24. Rồi cái mã số 10 giá luôn Gục ơi. Rồi cái mã số 10 này giao lưu với anh em là giá của ông nó là 1,8 nha. Rồi cái mã số 10 với 1,8 nha anh em. Hỗ trợ anh em với ship mọi miền tổ quốc ha. Rồi rõ. Rồi tiếp theo mã số 11, cái mai vàng bonsai để bàn nha anh em. Quá trời bộ đế quýt anh em ơi. Cây này có dạo trọng thú nha anh em. Ủa. Ừ, để cái nào. Quá trời cục đế. Mấy cái này anh em mà về chơi trồng cổ đưa lên là như ý ha. Ok. Rồi thông số luôn, cái gọng cây khá hay nha anh em. Nó đang cây lên lên xù luôn nha anh em. Ok. Quỳnh Thăng là 22. Quỳnh Thăng là 22. Ngang cái cũ này là 35. Cái cũ 35. Đế đặt của nó 85. Đế đặt 85. Chiều cao 42. Chiều cao 42. Rồi cái mã số 11 giá luôn Gục ơi. Rồi cái mã số 11 là giao lưu với anh em giá nó là 1,9 luôn ha. Rồi cái mã số 11 với 1,9 nha anh em. Hỗ trợ anh em với ship mọi miền tổ quốc ha. Rồi cái mã số 11 là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Anh em nào yêu thích cây nào cứ liên hệ trực tiếp với anh Vũ là số 0907914218 nha anh em. Anh em nào quý hiệp chương thì bấm cho mình cái đăng ký kênh để có được đi săn cây và đi hình phục vụ cho anh em. Thằng ấy chào anh em, hẹn anh em video sau mới nhất sớm nhất.